Hello, và các bạn thân mến, chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh mình. Hôm nay chúng ta khởi đầu với game mới Hello Bird phần ăn vào ăn nha các bạn nhé. Phần này chúng ta sẽ cùng khám phá ngôi nhà của ông hàng xóm sau khi mà hai của cô bạn có đồng người đã mất tích. Ok, chúng ta cùng đuổi theo quả bóng bây giờ nha. Đây, tờ tìm kiếm con gái của ông hàng xóm. Đó, chúng ta nhặt mấy cái này lên nào. Tiếng rùi mũi đang vo vèo quanh đầu. Đâu, ok, có bóng lăn trước nhà rồi. Bóng xóm ra và đuổi chúng ta. Ok, chúng ta phải lấy chiếc chìa khóa ông chú để trên tầng này. Rồi, chúng ta bắt đầu. Ok. Rồi, lên máy hiên nào. Rồi, chúng ta vào trong nhà. Mình sẽ làm cái này xuống đây nào. Chúng ta sẽ xuống qua cái lỗ cho bé này. Theo chúng ta sẽ mở cái cốp xe ra. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển ra sau nào. Oh my god, ông chủ phát hiện ra chúng ta rồi, đấy rồi. Nó đuổi theo rất là dài, chúng ta chạy hai vòng rồi. Ok, có vẻ chúng ta đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của người. Wow, cục đá lại xuất hiện, cực kỳ đẹp. Ok, tàn đê cái
Ok, nào trên nào. Cầu lê này chúng ta đã lấy được rồi. Chúng ta cùng xuống dưới để lấy chiếc chìa khóa nhá. Đây, trên này là chiếc chìa khóa này. Chúng ta sẽ tiếp theo sẽ đi xuống dưới tầng hầm. Mở khóa tầng hầm. Ok, ta xuống dưới tầng hầm rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ là đi tìm những bí ẩn đằng sau ngồi ở trong chiếc hầm này. Đây, chúng ta cùng gặp chủ. Đây, một cái cửa. Rồi, một căn phòng. Không ai ở đây. Chúng ta nhìn qua đây nào. Quen, quen, quen. Ok, kéo này lên nhé. Ok, chúng ta sẽ mở cái cửa này tiếp theo nào. Tiếp theo là đến cái cửa có chiếc ghế đang chặn này. Ok, tiếp tục nào. Rồi mình sẽ đi tắt đi cái nguồn điện. Rồi ta mở cái cửa này nhá. Tiếp tục mình sẽ đi đến chỗ này. Rồi chúng ta đi cái cửa chéo này nhá. Ok, ở đây là hai cửa, chúng ta chọn cái cửa bên trái nhá. Rồi chúng ta sẽ đi tắt cái máy này. Khi nào chúng ta bật cái nút này lên thì cái cửa này sẽ được mở ra. Chúng ta sẽ mở được cái cửa đấy. Ok, di chuyển nào. Chúng ta sẽ quay lại cái chỗ nguồn điện nhé. Để chúng ta bật cầu dao lên. Ok, đây rồi. Rồi, di chuyển nào. Khá là rộng. Ok, một cái mô hình. Rồi, chúng ta bật nút ra. Đây, phải cánh cửa chúng ta bảo mình đã bảo. Ok, mở ra. Rồi, gọi là ông xuống của chúng ta sau một khoảng thời gian chúng ta đột nhập ở dưới nước hầm. Đấy rồi. Đó, đây rồi. Đâu, cái cửa đã bị tai chiếc chìa khóa. Oh my god, chúng ta đã bị tóm rồi. Tiếp theo chúng ta cùng khám phá tựa đề game là gì này hia. Quái vật hai đầu. Ok, chúng ta cùng chơi lại nào. Ok, sẽ phải đi chụp 3 bức ảnh để cái khoảng vai bắt này để lấy dữ liệu. Ok, chúng ta đang rất nhiều khói đây. Thank you.
lần đầu tiên là sẽ treo lên cái này nhé. Chiếc máy ảnh của chúng ta đâu rồi? Khó hiểu. Chúng ta nhìn nó bị mất cái máy ảnh rồi. Ok, chạy sang đây nào. Mình sẽ đi tìm những chiếc máy ảnh xem ở đâu nhé. Ok, mình sẽ chạy đến chỗ có luồng sáng kìa. Có gì ở đây cả các bạn ạ. Ok, mình sẽ tìm cách quay lại cái chỗ điểm xuất phát ban đầu của chúng ta. Ok, tiếp theo ta chuyển sang game Scree thì cho vào đây nào. Ok, thì vừa ra số sổ chapter đi. Okay. Get out of my house. I have an idea. Jeez. Stupid little Francis won't even remember the name of what actually made this tart. Cái bánh kem không có lấy món gì cả. Thôi lấy tặng cái bữa này đi. Ok, chip này đĩa trước nào.
chúng ta vừa đến nơi thì cô giáo vừa đến nơi để chạy thoát. Ok rồi, nhiệm vụ gần như đã hoàn thành. This is all your fault. You were the one who made this stupid tart in the first place. Oh, okay. Tiếp theo chúng ta chuyển sang game Sedan Rally 1. Game này nó cũng giống như cái game Gunny thôi. Rồi, ta an tâm đổ cái chiếc vũ ghế lúc cùng đợi cái tên Scummy đến nhé. Đây, nó đứng ở ngoài cửa đây. Ta chạy nào. Ok, không nhìn thấy chúng ta luôn. Đây là đường đi thể là một bức tượng ở chỗ đây. Oh my god. Mình cũng bị lag rồi chứ. Ok, tiếp theo ta chuyển sang game Red Bull nào. Ok, đến với game Red Bull nhá. Oh.
Một con đầu tiên chúng ta sẽ được. Tiếp theo nó rồi. Tiếp theo mình sẽ đến với game Baby Z 2. Ta đang phải chiến đấu với một con voi và một rồi chúng ta sẽ trồng những cái cây ba đầu này ở giữa để bắn sang hai bên. Ok, bắn nào. Quả này đấy nhá. Cố lên nào. Ok. Rồi, mình sẽ tăng tốc độ đi. Ta vẫn chưa hạ được một máu nào của con voi này. Ok, nó đang đi đâu bị bắn hạ rồi.
Ok, tiếp tục để chọn tiếp. Chúng ta đã thơm một con đồng một vạch rồi, thơm một vạch rồi. Không, ta vừa bị bắn mất mỡ hàng luôn, vừa trồng nó xong. Ok, cái boss chúng ta sắp à, con boss sắp bị ra tiêu diệt rồi. Cố lên nào. Ok, đây chúng ta tiêu diệt con nào con robot. Ta lên được một cái đầu nâu của bộ đồ dân kiếm. Ok, tiếp theo chúng ta cũng đi vào game tần đi thì tần 2 nào. Rồi mình sẽ vào trong cái này để luộc. Oh yeah, let's do this. Nobody likes that one. I don't think so. Yeah, right. Nó ngon không nào? Để toàn từ 4 sao. Lame. 3 sao, 2 sao. Blah. No. Ở đây thì có những thường yes, cái này please. Gì đây? Ồ, đây có bị thương 6.000 này. Ngon quá nhá, chúng ta chưa đủ tiền, ok. Mình biết thường là số con thường 6k rồi. Chúng ta gặp gì đây? Ok, cũng đưa ra đội hình Joker. Go. Nào, một chiều choáng chúng ta phải trừ mất 4 đam. Ok, cho nó một chi tiêu nào. Rồi, hai con này được tăng máu. Rồi, cho nó một gậy nào. Ok, mày có 5 đam luôn. Con Lucky. Trong những chiều hạ đam khá là khó chịu. Ok, cho nó hạ đi. Chúng ta sẽ dùng đến chiều gậy đập. Ok. Một trăm năm mươi.
Tiếp theo chúng ta cũng đến với cái game à không, mình sẽ đi khám phá trong sâu đây rồi, một tên nữa, một tên tướng dân, tên người rồi, mã số là 01811, chú lớn ngôi, đã tướng level 15 cả. Chúng ta chưa kịp vặn mấy cái tham năng cơ này. Này gần tiêu diệt được số G của chúng ta rồi. Rồi chắc mình phải chuyển sang Chigon. Xong rồi nơi đam à này cấp máu của người ta chính bản thân để tăng đam và lực dùng ulti. Ok, ta chiến thắng rồi. Xong rồi chúng ta đã lên level 16. Ok, và là video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you for watching.